Môn sao được cầu em chả bù vào nào? Không. Sau Cường mệt rồi. Mệt rồi, thủ nó không còn chuẩn. Đôi này toàn cầu ra. Huế thu phía gần màn hình nhỏ các bạn. Phía xa là Hằng Đoàn. Tổ 10 gọi là Yên Nghĩa 2. Câu lạc bộ Yên Nghĩa 2. Phía gần là câu lạc bộ Lê Trọng Tấn. Thủy toàn tham gia giải lớn thôi. Bạn là anh Khanh. Đánh cầu ra ngoài. 1-2. Cầu ngoài. 3-1. Cường đuối, Cường lúc sau mệt. Bốn một, đôi phía gần đánh hay quá nhỉ. Ôi chết rồi. Cầu trong sân. Điểm 26. Toàn cầu già. Đập cầu không qua lưới. Điểm cho Lê Trọng Tấn 7-2. Không liên quan gì đến ấy cả. Không liên quan gì đến cái thắng nhiều hay thắng sâu cả. Mà chỉ cần thắng thôi. Chỉ còn phải chờ vào cái bảng kia. Thế là bằng tỷ số nhau. Thế nhưng mà con phải phụ thuộc bảng C, à bảng kia nữa. Bảng ý nó phải cũng phải âm như thế. Như thế là âm mấy nhỉ? Âm tận âm âm 11. Không, bọn này lúc nó thong dong cho bọn này lên tầm 17, 18 là ok này. Anh 20 rồi. Thật. Bảo bây giờ mà để mày lên 17, 18 thì chúng kia là ngoài chương trình chết. Vâng, tiếp tục quay lại trận đấu. Vừa xong là có một chút việc riêng. 11-6 à? 12-6. Cái gì anh?
12 6 rồi. Sao tao bết tính Ngọc cả lần nếu ăn được. Bánh Ngọc bánh kia. Không sâu cho tôi nhiều nè, không sâu nhiều nè, không sâu nhiều nè. Cầu trong sân. Không sâu nữa. Thu yếu chịu, thu mệt một lúc. Trả cầu ngoài sân, 14 6 rồi. Sáng cao quá. Trận sau lại đôi trẻ. À, thì các bố kia đánh hết vòng ngoài rồi. Lấy chất bẩn thai quần kéo đuôi ghê trời. Mỗi người ạ. Hả? Long nó vừa ra vào sân nó bảo là khả năng anh em mình lại gặp lại nhau thôi, anh không gặp lại mày. Hả? Anh mà thắng là anh không vào. Rồi rất hay. Đây vào thu 16 8 rồi. Chạy nhanh chạy nhanh. Xem. Chu thắng khỏe. Ui, phong kinh nhỉ. Ôi. Đập mạnh mang chuyên. Đánh ở đâu rồi? Đập cầu không qua lưới, điểm cho Yên Nghĩa 2, 97. Không cầu ra ngoài, 10-17. Đánh xong thì vào đánh. Đập cầu không qua lưới, điểm cho Lê Trọng Tấn, 18-10. Anh Trung mình trước rồi. 19-10. Thử xem tỷ số của Hải, chú Hải Anh có phải chuẩn như thế không? Đùa. Chung là chuẩn đưa ra phát thử khoảng 2 đôi chứ là 92. À thế. Thế khó. Bỏ nhỏ không thành công, 20-10. Cái trận đầu cứ đánh bám tỷ số tí hay. Cơ hội nó sẽ rộng mở. Tự nhiên đưa vào mình vào thế khó quá. Phản cầu rất hay, 21-11. Phải không?